chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thông tin ngày mới sáng thứ Sáu ngày 25 tháng 6 của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Ngay sau đây là những nội dung nổi bật có trong chương trình Thông tin ngày mới hôm nay. Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị trực tuyến cải cách hành chính công bố chỉ số hài lòng năm 2020. Thành phố Bắc Giang ngày đầu dỡ bỏ giãn cách. Quảng Nam nỗ lực ngăn chặn triệt để khai thác vàng trái phép trong vườn quốc gia sông Thanh. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, chiều qua Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc về công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2020 của các bộ ngành địa phương và chỉ số hài lòng của người dân tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2020. Tham dự có Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình. Tại điểm cầu Quảng Nam có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Quang Bửu. Năm 2020 là năm thứ tư Bộ Nội vụ phối hợp với các cơ quan triển khai đo lường sự hài lòng của người dân và tổ chức. Kết quả, Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp có chỉ số trên 94%, có 14 đơn vị có chỉ số từ trên 80 đến dưới 90%, không có đơn vị nào có chỉ số dưới 80%. Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có kết quả đạt giá trị trung bình là 83,7%, đạt giá trị cao nhất trong 5 năm gần đây. So sánh kết quả của 63 địa phương cho thấy, có 38 đơn vị đạt chỉ số cải cách hành chính cao hơn giá trị trung bình của cả nước. Quảng Ninh tiếp tục là địa phương xếp vị trí thứ nhất trên bảng xếp hạng chỉ số cải cách hành chính năm 2020, đạt 91%. Xếp vị trí thứ hai là Hải Phòng, đạt 90,5%. Tỉnh Quảng Ngãi là địa phương đứng cuối bảng xếp hạng, với kết quả đạt 73,2%. Trong 8 chỉ số thành phần đánh giá thì có đến 6 chỉ số thành phần, Quảng Ngãi nằm trong nhóm 5 địa phương thấp nhất cả nước. Tỉnh Quảng Nam xếp thứ 42, đạt chỉ số tổng hợp 3 index năm 2020 là 83,46%. Chỉ số hài lòng phục vụ người dân CPAS, tỉnh Quảng Nam xếp thứ 53 trên 63 tỉnh thành phố. Kết quả chỉ số cải cách hành chính hàng năm đã trở thành công cụ quản lý quan trọng, phục vụ có hiệu quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của người đứng đầu các bộ ngành địa phương và các cơ quan đơn vị, giúp xác định rõ ưu điểm, khuyết điểm trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính. Thông qua kết quả đánh giá đã chỉ rõ được trách nhiệm cụ thể của từng cá nhân tổ chức đối với từng nhiệm vụ cải cách hành chính, làm cơ sở cho việc đánh giá mức độ thực hiện chức năng nhiệm vụ của tổ chức và mức độ hiệu quả thực thi công vụ của công chức viên chức. Sáng qua, Ủy ban Nhân dân thành phố Tâm Kỳ tổ chức hội thảo khoa học làng xã xưa trên địa bàn thành phố Tâm Kỳ. Đây là công trình khởi đầu về những giá trị vật thể của địa phương, làm tiền đề giúp chính quyền và ngành văn hóa thành phố Tâm Kỳ khơi dậy và phát huy nội lực địa phương, gắn kết cộng đồng cư dân ở vùng đất Tâm Kỳ. Tham dự hội thảo có các nhà nghiên cứu lịch sử, các sở ngành của tỉnh. Chào mừng 115 năm Phủ Liệt Tam Kỳ, 15 năm ngày thành lập thành phố, Ủy ban Nhân dân thành phố mong muốn xuất bản một chuyên khảo đề cập đến những vấn đề cơ bản nhất của làng xã xưa trên địa bàn thành phố. Trong quá trình nghiên cứu, ban biên soạn chọn hướng tiếp cận, nghiên cứu về bề nổi của đời sống làng xã trước tiên. Ngoài ra, tiếp cận một số nguồn sử liệu đáng tin cậy chứa đựng ít nhiều thông tin liên quan đến vùng đất Tam Kỳ. Không chỉ các bộ sách chính thống như Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Hồng Đức Bản Đồ, Đại Nam Thực Lục, Đại Nam Nhất Thống Chí, Đồng Khánh Địa Dư Chí mà các tư liệu xưa mang dấu ấn cá nhân như Ô Châu Cận Lục, Dương Văn An, Phủ Tập Quảng Nam Ký Sự, Mai Thị, Phủ Biên Tạp Lục, Lê Quý Đôn cũng đã giúp ban biên soạn có được những thông tin cơ bản khi sưu khảo về tên làng, tên đất và con người. Phần chuyên khảo về đình miếu cũng như nhân vật cũng được bổ sung thêm nhiều điểm mới so với trước đây. Với gần 300 trang bản thảo, việc khảo tả qua tư liệu, sử liệu gốc có cơ sở xác tín, giúp mọi người nhận diện được những giá trị vật thể từng làm nên diện mạo về làng xã xưa của thành phố Tâm Kỳ. Từ đó, bạn đọc có thể tham khảo thêm để có một số thông tin bổ ích, góp phần lưu lại một số dấu tích vật thể của làng xã xưa có thể sẽ bị phai nhạt dần đi theo tốc độ đô thị hóa. Trước diễn biến ngày càng phức tạp của dịch COVID-19, trong các đợt kiểm tra việc phòng chống dịch COVID-19 tại một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã đề nghị công đoàn các cấp phối hợp hướng dẫn các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thành lập bộ phận phòng chống COVID-19 tại các doanh nghiệp, gọi tắt là tổ an toàn COVID-19.
Theo đó, các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh yêu cầu mỗi tổ sản xuất hoặc bộ phận tương đương thành lập ít nhất một tổ an toàn COVID-19 hoạt động kiêm nhiệm. Thành viên của tổ an toàn COVID-19 là người lao động trực tiếp làm việc tại tổ sản xuất, có am hiểu về công tác phòng chống dịch COVID-19, tự nguyện, gương mẫu, có uy tín với công nhân lao động. Mỗi tổ có ít nhất 3 người. Tổ an toàn COVID-19 hoạt động dưới sự quản lý hướng dẫn trực tiếp của Ban chấp hành công đoàn cơ sở thông qua phân công nhiệm vụ và quy chế hoạt động do người sử dụng lao động ban hành. Tổ an toàn COVID-19 có nhiệm vụ tuyên truyền, đôn đốc nhắc nhở công nhân lao động trong tổ thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 tại nơi làm việc và ngoài giờ làm việc, theo dõi, kiểm tra, giám sát về tình hình sức khỏe hàng ngày đối với cán bộ, nhân viên, người lao động tại đơn vị, báo cáo kịp thời cho lãnh đạo quản lý, công đoàn cơ sở và bộ phận y tế của doanh nghiệp khi phát hiện công nhân lao động có biểu hiện nghi ngờ mắc COVID-19 để tổ chức cách ly và lấy mẫu bệnh phẩm kịp thời. Bên cạnh lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch COVID-19, công nhân trong các khu công nghiệp là đối tượng tiếp theo được ưu tiên tiêm vaccine. Sáng ngày 24 tháng 6, 3.000 liều vaccine đầu tiên dành cho đối tượng này đã được ngành y tế Quảng Nam tổ chức tiêm cho lãnh đạo, nhân viên công ty cổ phần ô tô Trường Hải Thaco. Trong đợt đầu tiên, tỉnh Quảng Nam phân bổ 3.000 liều vaccine AstraZeneca cho Thaco July. Thành phần tiêm đợt này gồm Ban chỉ đạo phòng chống dịch, cán bộ quản lý các cấp và nhân sự trọng yếu của các đơn vị, nhà máy, lực lượng chủ chốt đảm bảo duy trì hoạt động sản xuất của công ty nếu dịch bệnh xảy ra. Việc tiêm phòng sẽ được chia thành nhiều đợt tùy vào số lượng vaccine được phân bổ. Một số ít những cán bộ công nhân viên và người lao động được ưu tiên tiêm vaccine đợt này, dù có chút lo lắng, song khi thực hiện các thủ tục tư vấn, khám sàng lọc, đều cảm thấy tự tin và may mắn khi được chọn. Chúng tôi là những người trọng yếu trong cái hoạt động sản xuất kinh doanh của Thaco. Thì trong cái giai đoạn mà dịch đang lây lan, chúng tôi đã được tiêm ngừa. Nếu mà có dịch lây lan nhanh thì chúng tôi vẫn đảm bảo được cái kế hoạch sản xuất kinh doanh của Thaco. Mà một trong những người mà tiêm đợt đầu của Thaco thì tâm trạng của em thì cũng rất là lo lắng. Sau khi chích ngừa xong á thì cũng được bác sĩ tư vấn và tư vấn sau khi chích ngừa là phải theo dõi tại nhà rồi uống thuốc hạ sốt. Và được bác sĩ theo dõi sau khi tiêm xong thì được bác sĩ theo dõi 30 phút tại chỗ tiêm. Thì em cảm thấy là cơ thể mình cũng bình thường. Tiêm phòng COVID-19 là một trong những giải pháp quan trọng được khu công nghiệp Thaco Chulai triển khai nhằm chăm lo sức khỏe và đảm bảo an toàn cho cán bộ nhân viên trước nguy cơ lây nhiễm cao trong các khu công nghiệp. Đây cũng là biện pháp được thực hiện theo chỉ đạo của chính phủ về việc ưu tiên tiêm vaccine cho công nhân, người lao động tại các khu công nghiệp, doanh nghiệp lớn nhằm đảm bảo duy trì chuỗi sản xuất, thực hiện tốt mục tiêu kép vừa phòng chống dịch vừa phát triển sản xuất kinh doanh. Khi mà được các bác sĩ thăm khám và được tiêm thuốc thì em cũng rất là vui mừng vì mình sẽ được miễn dịch với lại COVID-19. Dạ, nó được tiêm vaccine trong đợt lần này là may mắn của em ạ. Để đảm bảo vừa triển khai tiêm phòng, vừa duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, cùng với việc sắp xếp để công nhân luân phiên tiêm vaccine, các bộ phận trong khu phức hợp tại Chulai đã lên kế hoạch sản xuất, đảm bảo dự phòng 10% số lượng công nhân tiêm phòng gặp những phản ứng mệt mỏi sau tiêm. Tuy nhiên, cho đến hết ngày tiêm buổi sáng với khoảng 1.000 công nhân viên và người lao động, tất cả các trường hợp tiêm chủng đều duy trì tình trạng sức khỏe tốt, hầu hết đều trở về vị trí tiếp tục làm việc. Được sự giúp đỡ của Ủy ban nhân tỉnh, Sở Y tế tỉnh Quảng Nam, đã tổ chức tiêm phòng cho 3.000 người. Điều này là làm tôi rất là tự hào và xúc động, bởi vì đây là cái lực lượng, đây là một trong những biện pháp mà cùng với 5K là phòng chống dịch tốt nhất như hiện nay, nhằm đảm bảo cái mục tiêu kép mà vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 và những biến thể mới với mức độ nguy hiểm được cảnh báo cao gấp nhiều lần so với nguyên chủng được phát hiện lần đầu tiên tại Vũ Hán, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Thaco Chulai đã khuyến cáo cán bộ nhân viên không được chủ quan. Sau khi tiêm vaccine, vẫn phải tiếp tục tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch theo cơ chế vaccine cộng 5K, duy trì cho đến khi mọi thứ trở lại bình thường. Bưu điện Quảng Nam đang phối hợp với các cơ quan địa phương đưa các sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng vùng miền lên sàn thương mại điện tử Postmart tại địa chỉ postmart.vn. Đến nay, Bưu điện tỉnh đã phối hợp với các nhà cung cấp đưa 43 sản phẩm OCOP của Quảng Nam lên sàn Postmart, đồng thời phối hợp với các nhà cung cấp để đưa 22 sản phẩm vùng miền lên sàn Postmart. Bưu điện tỉnh đang nỗ lực đẩy mạnh công tác truyền thông nhằm quảng bá giới thiệu rộng rãi về sàn Postmart,
Đây là sàn giao dịch điện tử duy nhất không tính chi phí đăng ký sản phẩm lên sàn và Bưu điện cam kết sẽ thực hiện ưu đãi này xuyên suốt. Được biết, sàn thương mại điện tử Postmart do Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam xây dựng cho phép các cá nhân, tổ chức thực hiện hoạt động mua bán các loại sản phẩm hàng hóa. Trong đó, dịch vụ sàn Postmart cung cấp dịch vụ gian hàng thương mại điện tử cho người bán để trưng bày giới thiệu sản phẩm hàng hóa, dịch vụ vận chuyển, thu hộ, thanh toán, các công cụ hỗ trợ người mua và người bán, thực hiện giao dịch mua bán đảm bảo đúng quy định của pháp luật và cung cấp dịch vụ marketing cho người bán hàng. Sáng qua, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường An Mỹ và Điện lực Quảng Nam tổ chức kiểm tra nhắc nhở an toàn phòng cháy chữa cháy các hộ sản xuất kinh doanh kết hợp nhà ở trên địa bàn phường An Mỹ, thành phố Tam Kỳ. Đoàn đã tiến hành kiểm tra hệ thống điện và nhắc nhở trang bị các dụng cụ phòng hộ, bình chữa cháy đối với các chủ kinh doanh, hướng dẫn các giải pháp về an toàn phòng cháy chữa cháy đối với từng mặt hàng kinh doanh theo quy định. Cùng với đó, tuyên truyền, hướng dẫn các biện pháp đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy như tắt hết các thiết bị điện sau khi đóng cửa, kiểm tra thường xuyên hệ thống điện, không thắp hương, đèn, bố trí nơi thờ cúng hợp lý, bố trí lối thoát hiểm. Qua kiểm tra, nhắc nhở hầu hết các hộ kinh doanh chấp hành đầy đủ các yêu cầu về phòng cháy chữa cháy. Tuy nhiên, vẫn còn một số hộ chủ quan chưa trang bị phương tiện chữa cháy tại chỗ theo quy định, việc cao mắc điện chằng chịt, hệ thống điện xuống cấp. Chuyển sang các tin tức quan trọng trong nước. Thưa quý vị, thực hiện nghiêm chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ, kể từ ngày 19 tháng 5, thành phố Bắc Giang đã thực hiện giãn cách xã hội. Sau hơn 21 ngày dịch bệnh tại địa phương đã được kiểm soát khi không có ca nhiễm mới ngoài cộng đồng, thành phố Bắc Giang đã chính thức được dỡ bỏ lệnh giãn cách. Một số dịch vụ đã được mở cửa trở lại kể từ ngày hôm qua. Ngay từ đầu giờ sáng, nhiều chốt phòng dịch tại các cửa ngõ dẫn vào thành phố Bắc Giang đã được lực lượng chức năng gỡ bỏ. Các dịch vụ thiết yếu, hàng quán kinh doanh thực phẩm đã chính thức được mở cửa từ ngày 24 tháng 6. Người dân thành phố rất phấn khởi khi nhịp sống thường ngày đã từng bước quay trở lại. Vâng, em thấy rất là vui vì là nhiều cái công việc đi lại nó thuận lợi. Cái hai nữa là hàng quán mở lại thì được lưu thông rồi được mua bán nó thuận tiện hơn. Dạ, em thấy rất vui được buôn bán kinh tế trở lại, hoạt động kinh tế để kiếm thêm thu nhập cho gia đình. Mặc dù lệnh giãn cách đã được dỡ bỏ, tuy nhiên Bắc Giang vẫn duy trì một số biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn theo đúng chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ. Các quán ăn được hoạt động trở lại với lượng khách chỉ được 50% công suất, hạn chế đông người. Người dân tiếp tục thực hiện 5K để phòng chống dịch, không tập trung đông người tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện. Tôi vẫn nhắc nhở khách hàng việc đeo khẩu trang và rửa tay sát khuẩn bằng cồn trước khi đến vào văn phòng giao dịch và ngồi khoảng cách, giữ khoảng cách. Mình vẫn thực hiện đeo khẩu trang thường xuyên và rửa tay sát khuẩn, ngồi cách nhau khoảng 2 mét. Bên cạnh các dịch vụ thiết yếu, hoạt động vận chuyển hành khách công cộng liên tỉnh, nội tỉnh được hoạt động trở lại, nhưng phải thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn phòng chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Giao thông Vận tải. Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch, tỉnh Bắc Giang đang chủ động điều chỉnh biện pháp phòng chống dịch đối với một số huyện trên địa bàn, hướng tới mục tiêu kiểm soát hoàn toàn dịch bệnh tại địa phương. Trong bối cảnh dịch COVID-19 bùng phát rộng trên toàn thế giới, việc cấp phép khẩn cấp cho một loại vaccine phòng COVID-19 là điều cần thiết. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là bỏ qua các giai đoạn thử nghiệm lâm sàng bắt buộc. Bộ Y tế khẳng định vaccine COVID-19 được cấp phép khẩn cấp khi đã trải qua đủ 3 giai đoạn thử nghiệm lâm sàng. Theo đó, Việt Nam đã phê duyệt có điều kiện cho 4 loại vaccine COVID-19 bao gồm Comirnaty của Pfizer, A2D1222 của AstraZeneca, Sputnik V của Gamaleya, Verocell của Sinopharm cho nhu cầu cấp bách trong phòng chống dịch COVID-19. Ngoài ra, vaccine Moderna cũng đang trong quá trình xem xét phê duyệt. Tất cả các vaccine nói trên đều phải trải qua 3 giai đoạn thử nghiệm lâm sàng. Trong đó, thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 có quy mô từ 20.000 đến 50.000 người tham gia. Quá trình nghiên cứu thử nghiệm vaccine Việt Nam là Nanocovax của Nanogen đã hoàn thành giai đoạn 1 và 2, hiện đang bước vào giai đoạn 3, giai đoạn cuối cùng, với quy mô trên 13.000 người, đã có 1.000 người tiêm thử nghiệm mũi 1. Các loại vaccine COVID-19 có tác dụng giảm nguy cơ nhiễm, giảm nguy cơ bị biến chứng do mắc bệnh, giảm nguy cơ phải nhập viện điều trị và tử vong. Ngoài các phản ứng thông thường sau khi tiêm, thì người được tiêm chủng có thể gặp phải một số dấu hiệu nghiêm trọng hoặc là bất thường.
Bộ Y tế khuyến cáo sau khi tiêm, nếu bạn gặp phải các dấu hiệu này thì hãy đến ngay cơ sở y tế để được khám, chẩn đoán và xử lý kịp thời. Các phản ứng nghiêm trọng có thể xuất hiện trong vòng vài giờ hoặc ngày đầu sau khi tiêm. Một số dấu hiệu nhận biết như tê quanh môi hoặc lưỡi, phát ban, môi mẩn đỏ, tím tái hoặc đỏ da, ngứa, căng cứng, tắc nghẽn, khản đặc ở họng, nôn, tiêu chảy, đau quặn bụng, thở dốc, thở khò khè, thở rít, khó thở, cảm giác ngạt thở, ho, mạch yếu, chóng mặt, choáng, say sẩm, cảm giác muốn ngã, chân tay co quắp. Diễn biến nặng lên gồm sốt cao trên 39 độ C, sưng hoặc đỏ lan rộng tại chỗ tim, đau cơ dữ dội, tăng huyết áp hoặc tụt huyết áp hoặc kẹt huyết áp. Đặc biệt còn có thể gặp một số dấu hiệu liên quan đến biến chứng huyết khối, tức là đông máu, giảm tiểu cầu, tuy nhiên rất hiếm gặp. Đổ mồ hôi như tắm, bộ quần áo ướt đẫm, cả cơ thể đỏ sực, đó là tình trạng chung của rất nhiều người đang làm việc dưới thời tiết nắng nóng đang diễn ra ở Đà Nẵng trong những ngày này. Nỗ lực của họ không chỉ là công việc hay nhiệm vụ phải làm, mà nỗ lực đó là khắc phục khó khăn, chung tay đảm bảo vừa phòng dịch, vừa phát triển kinh tế xã hội cho thành phố Đà Nẵng. 10 giờ sáng, giữa cái nóng như đổ lửa, người công nhân này vẫn miệt mài làm công việc của mình. Với đặc thù là công việc chăm sóc cây xanh, giữ gìn cảnh quan thành phố, những công nhân này phải thường xuyên làm việc dưới trời nắng nóng như thiêu đốt. Còn đối với công nhân nạo vét khơi thông cống rãnh như thế này, sự vất vả lại nhân gấp đôi khi họ phải chịu mồ hôi thối bốc lên trong lúc nạo vét cống. Để thích nghi, những công nhân này phải đổi thời gian làm việc lên sớm hơn, nhưng cũng không thể tránh khỏi mệt mỏi. Làm là lúc 6 giờ sáng là phải làm rồi. Làm cái công việc cũng phải tới 11, 12 giờ trưa. 12 giờ trưa rồi đi trong xong có công việc. Rồi ấy, nhưng mà biết là nó cực khổ ở dưới, khó thở rồi đó. Nhưng mà cũng cố gắng, bởi vì cái này nó ngập úng quá. Nó ùn tét bùn, nó ngập úng. Do quá trình của người dân mà người ta họ xả rớt rồi ráy xuống ùn tét lại đó. Anh em chúng tôi cũng cố gắng. Liên tục nhiều ngày qua, nhiệt độ ngoài trời tại Đà Nẵng trung bình luôn đạt hơn 40 độ C, gây ra rất nhiều khó khăn, vất vả cho các lực lượng làm nhiệm vụ ngoài trời. Điển hình như những chiến sĩ cảnh sát giao thông trực chốt phòng chống dịch này, mỗi ca 6 tiếng, mỗi ngày 2 ca luân phiên, họ phải đứng giữa thời tiết nắng nóng liên tục để thực hiện nhiệm vụ điều tiết chốt chặn giao thông. Hôm nay có một chiến sĩ tại chốt dịch thì cũng động viên nhau, cùng nhau trực thực hiện tốt nhiệm vụ, cố gắng vượt qua mọi khó khăn để chung tay cùng thành phố kiểm soát được dịch. Đôi khi những cái thời gian đỉnh điểm cái thời tiết ở ngoài mặt đường có khi là từ 40 đến 45 độ C. Nhưng mà lực lượng cảnh sát giao thông và cũng như các cái lực lượng phối hợp tại chốt luôn luôn ý thức nêu cao tinh thần trách nhiệm để hoàn thành cái nhiệm vụ. Thành phố Đà Nẵng đã trải qua gần 10 ngày thời tiết nắng nóng kéo dài, rất nhiều hoạt động đã được điều chỉnh thời gian làm việc để tránh ảnh hưởng nắng nóng. Tuy nhiên, còn đó những công việc đặc thù và những con người làm công việc đó, họ vẫn nỗ lực hết mình để hoàn thành từng nhiệm vụ riêng, qua đó đảm bảo phòng chống dịch COVID-19, vừa đảm bảo hoạt động bình thường của thành phố. Thưa quý vị và các bạn, tình trạng khai thác vàng trái phép trong khu vực lâm phận vườn quốc gia sông Thanh, huyện Nam Giang đã tồn tại từ nhiều năm nay, làm ảnh hưởng đến hệ sinh thái vườn quốc gia và an ninh trật tự địa phương. Sau thời gian chuẩn bị và lên phương án kỹ lưỡng, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam đã quyết định thực hiện kế hoạch đánh sập các hầm khai thác trái phép này. Kế hoạch đã thành công tốt đẹp. Tuy nhiên, một vấn đề đang được các ngành chức năng quan tâm đó là làm sao để ngăn chặn triệt để tránh tái diễn tình trạng khai thác vàng trái phép trong vùng lõi vườn quốc gia sông Thanh. Khe Tà Vạc, Dốc May hay Thạnh Mỹ là những địa điểm tập trung nhiều hầm khai thác trái phép nhất. Những miệng hầm được khoét sâu vào núi và che chắn rất tạm bợ. Theo thống kê, trong khu vực lâm phận vườn quốc gia sông Thanh có đến 75 hầm vàng đang khai thác hoặc bị bỏ hoang cần phải phá hủy. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cùng với các lực lượng phối hợp đã vận chuyển 6,2 tấn thuốc nổ, 1.000 kíp nổ điện, 2.400 quả thuốc mồi để đánh sập các hầm khai thác trái phép này. Các hầm khai thác bị đánh sập, hàng trăm phu vàng bị đẩy đuổi ra khỏi vườn quốc gia sông Thanh. Tạm thời, tình trạng khai thác vàng trái phép đã được giải quyết. Tuy nhiên, làm thế nào để ngăn chặn vĩnh viễn, không để tình trạng này lại tái diễn, đang là bài toán khó đối với ngành chức năng. Chắc chắn trong cái vấn đề mà bảo vệ cái này để giữ nguyên cái sự trong sạch
trong cái vùng lõi này thì chắc chắn là cái điều rất khó khăn, không phải một sớm một chiều làm được việc này, vì cái khu vực này đã nằm lọt vào trong cái vùng lõi của quốc gia và rất có nhiều đường để vào trong cái khu vực này. Mà trước mắt, trong khi sau khi đánh sập thì vụ giao thanh là cử lại và thành lập hai cái trạm tại cái khu vực này là 41 đồng chí, và trong sắp tới thì chắc chắn là cũng vụ giao thanh sẽ xin ý kiến lãnh đạo tỉnh là quy hoạch lại, thiết kế và sẽ trồng mới khu vực này trong tương lai, và có một cái giải pháp quyết liệt chốt chặn rồi bảo vệ chắc chắn, và sẽ đề xuất lãnh đạo tỉnh là xử lý nghiêm các đối tượng đào nạo, tập trung chủ mưu đưa người và các phương tiện vào khai thác trở lại cái khu vực này. Vườn quốc gia Sông Thanh có tổng diện tích gần 77.000 ha, có địa hình phức tạp, trải dài trên 12 xã thuộc hai huyện Nam Giang và Phước Sơn. Sau khi đánh sập các hầm vàng, ban quản lý vườn quốc gia Sông Thanh vẫn phải duy trì hai điểm chốt chặn, cấm hoàn toàn những người không phận sự xâm nhập vùng lõi Sông Thanh. Về tương lai thì chúng tôi tăng cường cái tuyên truyền hai huyện Nam Giang và huyện Phước Sơn, huy động lực lượng công an, lực lượng biên phòng và các lực lượng xã hội. Thứ nhất là tuyên truyền cho người dân ở hai huyện này biết được cái việc là hiện nay không còn cái việc vàng tạc trên vườn Sông Thanh. Cái thứ hai thì chúng tôi sẽ có chỉ đạo vườn quốc gia Sông Thanh có cái kế hoạch bài bản chốt chặn 100%, nghĩa là không có đủ đãi đuổi, mà những cái đơn vị chốt chặn một mặt là bảo vệ rừng, mặt thứ hai là giải quyết cái việc là nghiêm cấm không cho cái vàng tạc vào cái lâm phận vườn Sông Thanh. Và tôi tin rằng với cách làm này, vĩnh viễn vườn quốc gia Sông Thanh sẽ không còn vàng tạc tại nơi đây. Để tránh tình trạng các đối tượng quay trở lại khai thác trái phép, về giải pháp lâu dài, ban quản lý vườn quốc gia Sông Thanh và lực lượng biên phòng, công an tiếp tục tăng cường chốt chặn. Hai huyện Nam Giang, Phước Sơn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân không vào khu vực đã nổ mìn, không tham gia gùi, cõng hàng cho các lán trại khai thác vàng trái phép. Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam đề nghị chính quyền địa phương tăng cường mọi biện pháp ngăn chặn, cấm để tái diễn tình trạng khai thác vàng trái phép trong vườn quốc gia Sông Thanh. Thưa quý vị, chương trình thông tin ngày mới hôm nay đến đây đã kết thúc. Chương trình được phát sóng vào lúc 6 giờ sáng hàng ngày và phát lại vào lúc 8 giờ 30 phút hàng ngày. Quý vị và các bạn cũng có thể theo dõi lại chương trình trên website của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam tại địa chỉ www.qrt.vn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.